Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở Hải Phòng trong lúc dọn dẹp bể nước đã phát hiện một bộ xương trắng nghi là xương người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc, kết quả giám định bộ xương không nguyên vẹn trong bể nước tại Hải Phòng cho thấy đó là một người phụ nữ bị mất tích từ nhiều năm trước và có dấu hiệu bị gây thương tích dẫn tới tử vong. Suốt 13 năm, gia đình nạn nhân đã nhiều lần tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn vô vọng bởi không thể tìm thấy người thân. Vụ phát hiện hai cốt người phụ nữ giao gà, 13 năm tìm kiếm trong vô vọng. Ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thu Thờ, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo bà Phan Thị Đê, mẹ chồng nạn nhân, trưa ngày 3 tháng 12 năm 2010, chị Thờ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao gà. Sau đó chị Thờ liền đi xe máy chở gà đến địa điểm giao hàng và từ đó bật vô âm tín. Thời điểm đó, vợ chồng chị Thờ đã ra ở riêng cách nhà bà Đê vài bước chân. Do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng. Hai ngày trước khi chị Thờ mất tích, chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền Nam giao nhận hàng hóa. Thấy con dâu đi giao gà từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà Đê do hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị Thờ. Ngày 4 tháng 12 năm 2010, trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm 32 ha trên địa bàn thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, cách nhà chị Thờ khoảng 1 km, người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị Thờ vứt dưới cửa cống. Nhận được tin vợ bỗng dưng mất tích, anh Tê tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này. Từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm 32 ha, gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn 30 ha. Ông Phạm Văn Đê, bác anh Tê kể lại, lúc đó vào đầu tháng 11 âm lịch, trời rét khoảng 10 độ, nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống 32 để tìm cháu Thờ. Cả ngày tìm kiếm dưới cái rét cắt da cắt thịt, phải ngâm mình trong nước sâu, gia đình càng tìm càng vô vọng. Mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời, gia đình anh Tê còn vào các khu vực chân núi đá, lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị Tê. Bà Đê, mẹ chồng nạn nhân chia sẻ, mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy, gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu. Có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông Hồng, cả gia đình cũng lặn lội lên Hà Nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng lại trở về tái trắng. Lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình. Theo bà Đê, vào sáng ngày 7 tháng 12 năm 2023, khi ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5 xã Lại Xuân gặp bà Đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước. Nhưng lúc đó bà Đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình. Vụ bộ xương trong bể nước có dấu hiệu bị gây thương tích khi còn sống. Hiện trường đã phát hiện ra bộ xương là bể nước của nhà ông Nguyễn Văn Quỳ, trú tại thôn 5, Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Bộ xương được tìm thấy trong lúc người đàn ông dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình để hoang đã lâu không sử dụng. Quá hoảng sợ, ông Quỳ đã báo ngay cho cơ quan chức năng. Ông Quỳ cho hay, lúc đầu ông Quỳ tưởng xương của động vật, nhưng sau khi định thần kiểm tra thì xác định đó là bộ xương người. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Lại Xuân đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định bộ xương người là nữ giới đã tử vong nhiều năm trước. Khu vực phát hiện vụ việc cách xa khu dân cư, tiếp giáp khu vực núi đá nên khá hoang vắng. Một người dân sống ở thôn Pháp Cổ cho biết, tại thôn Pháp Cổ gần khu vực phát hiện bộ xương có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Trường hợp thứ nhất là chị T cư trú cách đó khoảng hơn 200 mét. Theo người dân cho biết, vào năm 2010, chị T bị mất tích, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Trường hợp thứ hai là chị C chưa lập gia đình, cũng trú gần khu vực phát hiện bộ xương. Theo người dân, rất có thể bộ hài cốt này là của một trong số hai phụ nữ trên. Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thu T, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Kết quả giám định còn xác định nạn nhân có dấu hiệu bị gây thương tích nhiều chỗ và không loại trừ khả năng chính những vết thương này đã dẫn tới sự ra đi của chị vào 13 năm trước. Ông Quỳ cho hay, bể nước nơi phát hiện hài cốt của chị T bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào.
cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông. Nếu không phải do lần này dọn dẹp thì không biết đến bao giờ sự thật rùng rợn này mới được vén màn. Theo thông tin được gia đình cung cấp, vào cuối năm 2010, chị T đi giao ga cho khách hàng rồi mất tích bí ẩn. Tại thời điểm đó, chị T đã lập gia đình, đang nuôi hai con nhỏ. Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị T đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. Theo thông tin từ người nhà gia đình nạn nhân, khu vực phát hiện chị T chỉ cách nhà khoảng 300m. Sau khi chị T mất tích, gia đình và hàng xóm cũng đã đi tìm, thậm chí báo cho cơ quan công an. Thế nhưng chỉ tìm thấy chiếc xe của chị cạnh mương nước. Thời gian sau, gia đình nạn nhân còn phải chịu tiếng oan khi không ít người không rõ sự tình còn cho rằng chị T bỏ nhà đi theo trai và muôn vàn những câu chuyện được thêu dệt từ vụ mất tích của nạn nhân. Hiện gia đình chị T đã nhận được tin báo của cơ quan chức năng về vụ việc trên. Sau khi di hài của chị T được bàn giao, gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho người phụ nữ xấu số này. Đồng thời, gia đình cũng rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra được nguyên nhân sự ra đi tức tưởi của chị T và cho gia đình một câu trả lời thỏa đáng. Quay ngược thời gian trở về nửa năm trước, vào cuối tháng 5 năm 2023, người dân Bình Dương kinh hãi trước vụ án phát hiện một chiếc vali cháy xém tại một bãi đất trống nằm trên con đường vắng người qua lại. Thứ đựng trong vali không phải rác, quần áo hay bất cứ thứ gì mà mọi người có thể nghĩ tới, vì nó là những mảnh cơ thể người không hoàn chỉnh, đang trong trạng thái phân hủy và đã bị cháy xém một phần. Vụ án chiếc vali cháy xém chứa nhiều mảnh cơ thể người tại Bình Dương. Trở lại từ những ngày ban đầu phát hiện vụ việc, chiều tối ngày 24 tháng 5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện một chiếc túi sách du lịch bị cháy xém. Tò mò mở ra xem thì tá hỏa phát hiện hai đoạn chân người bên trong. Phía trên bị cháy hết, chỉ còn lại phần bàn chân. Khu vực phát hiện vụ việc là một bãi đất trống vắng người qua lại tại phường Tân Phước Khánh, nơi này cây cối rậm rạp, người dân vẫn thường mang rác ra đây vứt bỏ và đốt. Một người phụ nữ bán nước gần hiện trường cho hay đã phát hiện dấu hiệu lạ khi cách đây khoảng 5 ngày bà có thấy một ngọn lửa nhỏ phát ra từ khu vực bãi đất trống, do nghĩ người dân đốt rác nên bà không để ý. Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, hai bàn chân người bị cháy xém phần trên. Từ phần gót chân trở xuống thì đang bị phân hủy. Ở lòng bàn chân còn có một đôi giày màu đỏ của phụ nữ. Qua khám nghiệm trong chiếc vali chứa hai bàn chân bị cháy xém, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai bàn tay bên trong. Hai bàn tay nằm ở phía dưới đáy vali nên không bị cháy. Qua nhận định của cơ quan điều tra, có thể đây là một vụ án mạng. Nạn nhân là nữ, bị phân xác phi tang. Bước đầu công an nhận định nạn nhân độ tuổi 30-35, chiều cao 1m55-1m59. Trên hai bàn tay có gắn móng giả, thời gian tử vong vào khoảng từ ngày 14 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, kết quả ADN sau đó lại cho biết nạn nhân là nam giới, đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,67-1,7, tử vong từ 8-14 ngày, khoảng mùng 10 tháng 5 đến khi phát hiện. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đã nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh. Để tìm kiếm các phần cơ thể còn lại phục vụ công tác điều tra, có hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động. Vì tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự vào hỗ trợ. Công an Bình Dương cũng đã huy động toàn bộ các lực lượng vào cuộc phá án. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, thế nhưng vẫn chưa có thông tin nào thêm về lai lịch của nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này. Theo lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Hình sự, trong quá trình điều tra, Công an đã phát thông báo đến Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Công an cấp xã, Công an đồn khu công nghiệp đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân. Tuy nhiên, những ngày qua không ghi nhận trường hợp nào như vậy. Từ những thông tin trên, có thể suy đoán nạn nhân có thể không phải là người sống trên địa bàn. Hiện trường nơi phát hiện vụ việc cũng không phải là nơi hung thủ gây án. Nhiều khả năng là kẻ gây án ở ngoài tỉnh Bình Dương. Sau khi phân nạn nhân thành từng mảnh thì đem đi phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau. Một điểm đáng chú ý là nạn nhân được xác định là nam giới, nhưng bên trong chiếc túi sách đựng tứ chi lại có thêm bộ móng tay giả. Nhiều nhận định nạn nhân thuộc cộng đồng LGBT, người đồng tính. Công an tỉnh Bình Dương ngay sau đó đã thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nếu phát hiện các thông tin sau thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Người thân bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên.
Các địa điểm kinh doanh mua bán phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an các đồn công nghiệp, phường, xã đến trực tiếp các công ty rà soát trường hợp của các công nhân không đến công ty. Theo một trinh sát hình sự, thông tin thu thập từ hiện trường, tử thi là rất ít nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng là người dân cùng hỗ trợ để sớm tìm ra nhân thân, lai lịch của nạn nhân. Một trinh sát hình sự cho hay, nếu xác định nhân thân lai lịch nạn nhân thì công tác điều tra sẽ dễ dàng hơn, giúp sớm tìm được hung thủ gây án. Hiện nay các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ cùng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân. Các camera quanh khu vực và các địa điểm quan trọng vẫn đang được thu thập. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cho biết danh tính của người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân tổ chức giúp phá vụ án. Mặc dù những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân đã được xác định, thế nhưng các thông tin vẫn còn khá mơ hồ khi chưa biết được những thông tin khác về lai lịch của nạn nhân xấu số. Tuy vậy, hy vọng những cuộc điều tra liên quan đến cơ quan công an sẽ có tiến triển tích cực để vụ án kinh hoàng sớm được phá giải. Ngày 16 tháng 12 năm 2017, người dân tá hỏa phát hiện một bọc ni lông chứa thủ cấp của người ngay cạnh sọt rác. Tới 23 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2017, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện có mùi hôi thối bất thường tại khu vực để rác nên đã báo công an. Khi kiểm tra thì thấy đó là các bộ phận cơ thể người đang phân hủy được chứa trong nhiều bịch ni lông. Ngay trong ngày 17, rạng sáng 18 tháng 12, công an đã xác định danh tính của nạn nhân là ông Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, đồng thời tạm giữ người vợ là Hàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê Hậu Giang để điều tra. Thời điểm đó, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua làm việc, người vợ khá tỉnh táo, bình tĩnh khai báo. Bà Diễm thừa nhận đã sát hại chồng. Lời khai của bà Diễm cũng phù hợp với các chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được. Sau hơn 8 tháng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án người phụ nữ sát hại chồng phân xác gây rúng động dư luận. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Diễm và ông Tú là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, có chung với nhau hai người con gửi ở quê cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Hai vợ chồng Diễm đến Bình Dương thuê nhà ở trọ làm công nhân. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2017, ông Tú đi nhậu bên ngoài về phòng thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Diễm nói với chồng là có vợ con mà cứ đi ra ngoài cặp bồ này kia, không quan tâm gia đình. Ông Tú nói lại, thích đi đâu thì đi, miễn đưa tiền về nuôi là được. Sau đó thì hai vợ chồng lao vào đánh nhau. Trong lúc bực tức, Tú đã lấy một con dao bầu, dọa chém Diễm thì bị Diễm giật dao lại, gây thương tích khiến cho Tú tử vong. Sau khi gây án, do lo sợ bị phát hiện nên Diễm đã phân xác thành nhiều phần, bỏ vào bao ni lông rồi mang đến các điểm tập kết rác tại phường Thuận Giao để phi tang. Cũng theo lời của Diễm, 3 năm nay gần ngày án mạng xảy ra, Tú không còn quan tâm đến vợ con, thường xuyên ra ngoài ăn nhậu rồi về nhà hành hung vợ. Đêm trước xảy ra vụ việc, Tú còn lấy bao tải đựng gạo chùm lên đầu Diễm để xả giận. Nguyên nhân chính xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là do Diễm nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm chung công ty. Tuy vậy, khi hội đồng xét xử hỏi Diễm có căn cứ gì về việc chồng ngoại tình không, thì Diễm nói chỉ thấy Tú hay chở người này đi ra ngoài, còn lưu tên thân mật trong điện thoại. Nhân chứng cũng khai nhận trước tòa, những người dân sinh sống trong khu nhà trọ gần phòng của bị cáo đều biết bị hại có quan hệ ngoài luồng. Điều này được chính bị hại nói với các nhân chứng trước đó. Người này cũng cho biết hai vợ chồng anh Tú thường xuyên xảy ra tranh cãi. Anh Tú hay nhậu nhẹt, uống rượu mỗi khi đi làm về nhà. Nhân chứng nói, tôi nghĩ phải bức xúc lắm thì chị Diễm mới làm như vậy. Trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi Diễm vì sao bị cáo lại có hành vi man dợ sau khi chồng tử vong. Diễm nói, bị cáo không biết vì sao lại làm như vậy, chỉ biết lúc đó vừa sợ vừa hận anh Tú. Chủ tọa phiên tòa Lê Quân Vương nói, hành động của bị cáo chỉ có trong phim kinh dị, nghe mà sởn gai ốc. Trong phần tuyên án, hội đồng xét xử nhận định tội của bị cáo đã rõ. Tuy vậy, hành vi của bị cáo được thực hiện trong lúc tinh thần bị kích động, không làm chủ được hành vi. Hơn nữa, bị cáo được đánh giá là người hiền lành, lại có người con nhỏ, nên mức án chung thân cho bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Những vụ án kinh hoàng xảy ra không chỉ khiến cho người dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự ở địa phương mà còn báo động tình trạng mối quan hệ giữa người với người ngày càng xuống cấp. Nhiều người cũng lo ngại rằng các vụ án phân xác liên tiếp xảy ra sẽ vô tình trở thành lối mòn khiến cho những vụ việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Chính vì thế, ngoài bản án thích đáng dành cho hung thủ để răn đe, thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tinh thần thượng tôn pháp luật, cách giải quyết khi có mâu thuẫn lại càng mang ý nghĩa quan trọng hơn để ngăn chặn bi kịch xảy ra. Thưa quý vị, cả hai vụ án trên đều có nhiều điểm chung như cách thức ra tay tàn nhẫn của hung thủ và cả sự bí ẩn về danh tính kẻ đã ra tay. Chừng nào chưa đưa được sự thật ra ánh sáng thì chừng đó người dân còn hoang mang lo sợ vì kẻ sát nhân vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong xã hội. Người nhà nạn nhân cũng sẽ không có được câu trả lời thỏa đáng. Liệu sắp tới sẽ còn sự thật nào được hé lộ? Mời quý vị tiếp tục đón xem thông tin được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video sau. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.